đây là lúc nhá. Ok. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Thái Sơn Beat Boss. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để tạo ra một đoạn beat đầu tiên bằng những cái loop. Loop tức là những cái mà lặp đi lặp lại, những cái giống nhau thì chúng ta sẽ lặp đi lặp lại. Và hôm nay thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn qua ca khúc Shape Up You của Ed Sheeran. Thì đây là một trong những ca khúc mà chắc mọi người đã biết về cái giai điệu của nó rồi. Thì sau đây thì Sơn, mọi người cứ xem cái cách làm của Sơn ha, là mọi người sẽ hiểu được làm sao để tạo ra một cái bài Shape Up You hay là những cái đoạn beat cơ bản của các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta có MIDI controller để có thể gõ được giai điệu ha. Còn bạn nào mà chưa xem những clip trước đây của Sơn thì vui lòng hãy xem những clip trước đó thì các bạn mới hiểu được là Sơn đang làm những cái gì. Nhưng về cơ bản thì nó rất là đơn giản. Thì ở trong này Sơn chỉ có 4 nhạc cụ thôi để tạo ra bài Shape Up You. Một là Plastic Kalimba. Kalimba là cái mà hay gõ như này. Nhưng mà Ableton nó có một cái nhạc cụ sẵn ở trong này rồi, nó rất là hay. Bây giờ Sơn sẽ gõ thử. Ok. Thì giai điệu Sơn định đánh Shape Up You nó như này. Ok. Thì bước đầu tiên là chúng ta hãy chọn một cái nhạc cụ ha. Chúng ta ví dụ như vào search Kalimba ở đây và nhét vào một cái thanh MIDI. Ai chưa xem cái này thì hãy xem những clip trước của Sơn để hiểu làm sao để Sơn nhét được âm thanh ha. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái metronome lên, vàng lên ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ xác định tempo của bài nhạc. Tempo tức là tốc độ ấy. Tân 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 tân. Chúng ta cứ gõ như này. Sau đó chúng ta tap, bấm cái nút tap ở trên Ableton để chúng ta có thể gõ. 1 2 3 4. Tân 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 tân. Tempo là 99 hơi nhanh. Ta 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 ta. Nó là 92. Ok, chúng ta làm tròn là 92 nhé. Bây giờ nghe lại. Tâm 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 tâm. Ok, được. Bây giờ thì bước đầu tiên là chúng ta xác định cái melody. Thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn luôn. Với Sơn, cái quãng của Sơn thì Sơn sẽ làm là la đô la la đô la la đô la si la son la. Bây giờ Sơn là sẽ bấm ngay bên dưới của cái tên của nhạc cụ là nó sẽ là những cái nút lúc đấy. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng các bạn phải bấm vào cái metronome ngay bên dưới của nó là chúng ta xem là nó là nâng hay là 1/3. Nếu mà 1/3 tức là sau một ô nhịp thì nó mới bắt đầu thu, tức là 1 2 3 4 thu đấy. Ok, các bạn search cho mình là 1/3 ha. Sau đó. À, sai rồi. Chuyện thương tình thôi. Ok. Nghe lại. Đấy. Bây giờ các bạn thắc mắc là Sơn đã stop cái loop đó như thế nào nhá. Thì Sơn record, Sơn bấm cái nút đỏ. Sơn record xong thì Sơn lại bấm nút cách, tức là phím space này để mà stop lại, là dừng lại. Sau đó chúng ta nghe lại nha. Nó chưa thực sự đúng lắm với cái metronome. Thì các bạn có thể thấy ở đây này, nó hơi lệch một chút xíu. Chúng ta kéo về ha. Đấy, ok. Kéo về một chút. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái lớp bè cho nó. Bè tức là, ví dụ các bạn nghe này. Nó chưa dày lắm, chúng ta thêm một lớp nữa. Ví dụ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thu đè lên. Đấy, ở đây có một cái nút các bạn để ý ở đây này, tròn tròn này. Đây là lúc nha. Ok. Up on the housetop, reindeer paws, out jumps good old Santa Claus. Tiếp theo là chúng ta sẽ thêm piano.
piano thì hợp âm của Sơn là search trên mạng, bấm nút đỏ này để thu âm piano này, là nó là la thứ, rê thứ, fa, son. Ok, chúng ta thu thử nhá. Xong, nghe lại. Ok, nghe cũng khá là được. Bây giờ cho là đến trống ha. Sơn nhét ở đây là 808. Nếu các bạn nào không thích thì vào trom sơn 707, 606 gì cũng được. Ai chưa biết cách nhét trống vào thì hãy xem những clip trước của Sơn. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Ok, trống nhá. Ok, nghe lại. Thêm hi-hat. Ok, chúng ta thu đè này. Ok, nghe cũng tạm tạm, hơi to chút đấy. Nếu các bạn muốn tất cả những cái âm hi-hat này mà nhỏ lại, các bạn double click vào âm này, bấm hi-hat, sau đó thấy volume giảm xuống tí. Ok. Yeah, yeah, hey, hey. Ok, còn thành phần cuối cùng nữa đó chính là bass. Âm bass là một cái âm trầm trầm nó ở bên dưới, nhưng mà nếu thiếu nó thì cái bài chúng ta nghe nó rất là thiếu ha. Bây giờ chúng ta hãy thử nghe. Cái bass thì Sơn sẽ chọn một cái nhạc cụ bên này, đó là operator. Operator thì các bạn vào instrument là thấy ngay operator kéo vào. Bây giờ Sơn sẽ thử gõ nè. Vẫn là la, re, fa, son. Đấy, thì các bạn không biết qua điện thoại có nghe được không, nhưng mà âm bass là âm rất là trầm ha. Ok, thì bây giờ chúng ta đã có một bài beat cơ bản của bài Shape Up You, tức là có những yếu tố cơ bản nhất để khi mà nghe một phát là mọi người biết đó là bài Shape Up You. Bây giờ Sơn sẽ play lại ha. Sơn đã hướng dẫn cho các bạn làm sao để làm được một đoạn beat hết sức cơ bản với Ableton, với tempo 92, bài Shape Up You. Và thực ra cái bài này là một bài mà có tổng hợp từ những cái vòng lặp thôi. Ví dụ trống chúng ta làm đoạn nó lặp lại, piano lặp lại, kalimba lặp lại và bass cũng lặp lại. Từ những cái bài nó cơ bản như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những bài beat tương tự, là tùy vào tất cả các bạn thôi. Và hôm nay Shape Up You là bài đầu tiên mà Sơn hướng dẫn, cũng là bài dễ nhất. Hy vọng là chúng ta sẽ làm được bài này ở nhà, và chờ clip của Sơn tiếp theo vào chủ nhật tuần tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.